Phật tử mới hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con hỏi. Con mới bốc bát hương ra tiên mà bị hóa bát hương ở giữa thì có sao không ạ? À? Có phải xử lý như thế nào? Con xin thầy chỉ dạy cho con ạ. À. Con xin tri ân công đức thầy. Bát hương thần linh hay ra tiên hay bát hương thờ Phật thỉnh thoảng có hóa đó, đó cũng là cái chuyện thường tình thôi các vị. Có thể là do gì chúng ta thắp nhiều hương, chúng ta không tỉa chân hương. Thì khi chúng ta thắp hương, cái tàn nó rơi xuống thì nó bốc, nó hóa, nó cháy thôi. Cái đó cũng là bình thường. Theo khoa học thì bình thường, theo tâm linh cũng là bình thường, không sao cả. Chính vì vậy cho nên chúng ta thỉnh thoảng 30 hàng tháng, chúng ta thắp nhiều thì 30 hàng tháng. Cứ vào ngày 30 thì chúng ta gì làm lễ, chúng ta khấn với tỉa bớt chân hương đi, để lại khoảng là vừa vừa thôi, khoảng độ 5-7 cái, chục cái, hơn chục cái, vài chục cái gì đó thôi. Không nên để nhiều quá làm gì, đến khi mà thắp hương nó rơi tàn, nó bốc, nó hóa thì lại gì, lại sợ, lại bảo là trong nhà thế này nọ thế kia, lại sợ. Cũng có những trường hợp mà chân hương rất là ít, có vài cái chân hương thôi nhưng vẫn gì, vẫn bốc, vẫn hóa. Thì cái trường hợp này cũng phải xem xét, mà không chỉ hóa một lần mà có người bảo là cứ khoảng vài ngày hóa một lần, vài ngày hóa một lần. Cho nên gia đình nói rằng trước đây cũng bị một vài lần như thế, trong gia đình có chuyện không may xảy ra, bây giờ lại thấy như vậy cho nên sinh tâm là lo sợ. Thì cái trường hợp này thì có cách dùng tâm linh để hóa giải, bằng cách là các vị nhớ nhé, múc lấy một cái cốc nước, cái cốc nước khoảng 2/3 cốc nước như thế này, cái cốc thủy tinh càng tốt, cốc thủy tinh trong càng tốt, múc nước sạch, đừng lấy nước sôi, nước sạch, nước giếng hoặc là nước la vi, chúng ta nước la vi cũng được, nước lọc sạch sẽ. Để lên cốc nước ra, chúng ta sắm cái lễ thanh bông hoa quả thành tâm thôi. Gọi là thành tâm thì có cần phải quá nhiều không? Không, thành tâm chút thôi, đĩa hoa quả là được. Xong rồi chúng ta trang nghiêm y phục, tắm rửa sạch sẽ, trang nghiêm y phục. Trang nghiêm y phục có được mặc quần sóc lên để lễ không? Hả? Không, đúng không? Mặc áo meo lên để lễ không? Không, mà phải y phục quần trùng áo dài, tắm rửa sạch sẽ, trang nghiêm y phục. Lên đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhé. Nếu có ban thờ Phật thì ban thờ Phật. Không thì có ban thờ thần linh gia tiên thì đối trước ban thờ thần linh gia tiên, vân vân. Chúng ta nhất tâm chúng ta theo cái nghi lễ, theo cái nghi lễ kiểu bái sám hối, hoặc là nghi lễ mà chúng ta hay tụng kinh hàng ngày đó, quy kính tam bảo tam bái, nguyện hương sám hối tổng á, ngồi xuống tụng lưu hương, lư hương các chú, tức là các chú tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp vân vân đó, và chúng ta chỉ cho bảy biến đại bi thập chú, hoặc là 21 biến đại bi một biến thập chú, sau đó bát nhã và niệm lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, xong hồi hướng tam tự quy. Chúng khi chúng ta chỉ tụng như vậy, cái cốc nước nó để lên trên ban thờ nhé, để trên ban thờ, chuẩn bị sẵn cả một cái cành ngâu hay cái cành hoa, cành lá gì cũng được. Xong một cái thì chúng ta bê lấy cốc nước, để cốc nước một tay á, tay trái cầm cốc nước trước mặt, chúng ta giơ lên gần miệng, chúng ta đọc chú chuẩn đề vào đó cho thầy 21 biến. Biết chú chuẩn đề chưa? Là khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đính lễ thất câu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thủy gia hộ. Nam mô tát đa đấm tam diểu tam bồ đà câu chi năm đá thiệt than chiến lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. Đấy, các Phật tử chúng ta chỉ cần đọc câu thần chú đó 21 biến. Cầm lên để gần gần miệng này mình đọc. Đừng có gần quá, xa khoảng 20 phân. Chúng ta đọc. Tay phải thì có thể kết ấn cát tường cũng được. Ấn cát tường là ấn như thế này. Chúng ta bấm vào ngón thứ hai, ngón nhỏ thứ hai từ dưới lên để đặt trên miệng cốc nước như thế này. Chúng ta đọc. Khể thủ quy tô tất đế đầu diện tinh lễ thất câu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề. Duy nguyện tử vi thủy gia hộ nam mô tát đa nấm tam diểu tam bồ đà câu chi năm đát để than trên lệ chủ lệ chuẩn đề xá bà ha. Đấy, chúng ta đọc như thế 24 biến, xong đó là lấy cái nước đi chúng ta vẩy. Khi chúng ta đi chúng ta vẩy vẩy trên ban thờ, chúng ta khi vẩy chúng ta vừa vẩy vừa chấm á, cành ngâu hoặc cái cành hoa cành lá đó vào trong cốc nước, chúng ta chấm á, và
và chúng ta vẩy là gì? Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. À, chúng ta vẩy cái Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, cứ vẩy. Khi vẩy là đọc cái câu Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát đấy. À, hết phòng thờ sang xuống phòng dưới, xuống các phòng, thế là yên tâm. Đấy, đây vấn đề mà gì, cái bát hương hay thỉnh thoảng hay hóa ấy. Cái này là ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp á, còn thị giả cố hòa thượng ở viện chủ hương thượng viên Hạ Thành, ông chúng tôi á, chúng tôi học được cái này. Đấy là ngày xưa là cụ đi là cụ hay hướng dẫn cho các Phật tử những cái này. Tất nhiên là đi thị giả các cụ thì học lỏm được cái gì thì học, học mất được cái gì thì học, nhưng mà cũng rất tốt. Nhiều gia đình hóa bát hương hay như thế nào đó, chúng tôi hướng dẫn cho họ làm về một thời gian sau yên. Mọi việc cho dù hóa bát hương nhưng mà gia đình vẫn tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra cả, tức là gì? Là yên là gì nữa. Đấy, thì cái này thì Phật tử chúng ta, trường hợp này với các Phật tử chúng ta, nếu mà có nhà ai mà gì hóa bát hương thì chúng ta cứ làm như vậy. Thì để yên tâm về mặt tâm linh, kể cả không vì tâm linh tàn hương nó rơi xuống nó cháy, chúng ta làm như thế để cho yên tâm, cả âm dương đều lưỡng lợi. Nếu có vấn đề tâm linh muốn báo cái điểm báo gì đó chẳng hạn xảy ra thì chúng ta làm cái vấn đề đó để giải quyết thì yên tâm rồi. Giống như mình mà bị bệnh nhưng mà vừa khám sốt sụt xịt, bác sĩ cho thuốc một cái uống xong nó khỏi luôn, không để phải nặng nữa. Nặng lên thì mới uống mới chữa thì nó lâu khỏi, mới có thể là không khỏi. Còn chúng ta vừa phát hiện ra bệnh mà bác sĩ cho thuốc uống, chịu khó uống thì khỏi. Gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì bây giờ chúng ta biết được như thế để làm được cái đó thì cho dù là tâm linh hay là tàn hương rơi xuống thì cũng chả quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta gì? Cứ gia đình nhà nào mà thấy cái hiện tượng đó xuất hiện ở nhà mình thì chúng ta làm như thế yên tâm cả, rất là yên tâm. Cả tâm linh cũng như là cả việc đời thường chúng ta cũng yên tâm giải quyết được hết luôn.